Xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Hôm nay mình sẽ mời quý bà con tham quan một cái vườn dừa mà sim xanh ở Bến Tre. Hôm nay mình đến ở cái vùng dừa của chú Bảy này cũng thực hiện cái video. Sáng ở đây có anh cameraman, anh sẽ quay cho mình. Bà con đi theo chân mình nha bà con nha. Đây là cái dừa này bà con, dừa sim xanh ở Bến Tre. Hiện tại là cũng khá là có năng suất. Thì bây giờ mình đi qua cầu đây. Ở vùng Bến Tre bà con biết là dừa là xứ dừa mà. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái cây nó thấp hơn để mình quay cho bà con coi. Vừa rồi chủ vườn cũng dọn rất là nhiều, cũng là bán được rất là nhiều, xong rồi là bây giờ là dọn. Bây giờ bà con cũng có thể nhìn thấy là ở trên này là bùn dừa ha. Những cái cây này là khoảng 3 năm rồi nha bà con nha. Nhưng mà trung bình chúng ta trồng là 18 tháng là nó đã ra lưới meo. Mình sẽ đi tham quan một vòng xem cái vườn dừa của chú Bảy nó như thế nào. Tại vì ở trong này hồi xưa là chú Bảy cũng trồng bưởi. Nói tới bưởi da xanh này cũng là một cái vùng của Bến Tre. Tuy nhiên là bây giờ dừa nó đạt được cái năng suất hơn. Đây bưởi nè bà con. Thấy không? Bưởi nè. Bưởi quá trời quá đất luôn. Đây bà con. Đây dừa đây chúng ta nhìn thấy nè. Đây là khúc trên này là phải bắt thang đứng hái đây. Nhưng mà dừa ở tầm tay của mình bắt cái thang nhỏ là mình đứng hái đây. Bà con thấy rất là nhiều buồn nha bà con. Đây rồi, tí nữa mình sẽ qua bên kia mình quay cho bà con coi. Bây giờ mình quả rải lại cây đây, nó khá là thấp để mình đứng. Vừa rồi là chú Bảy cũng lên bùn non đấy, nên là đi nó hơi cà nhẹt, bà con có thể nhìn thấy này. Đây, bùn dừa này. Và mùa mưa là nó hay bị rụng trái, là nước nó dư nước. Thì có rất là nhiều phương pháp mà để hạn chế cái vấn đề rụng trái. Thứ nhất là chúng ta phải cung cấp bằng siêu canxi bo. Cái thứ hai nữa là bà con cũng làm sao để ức chế không cho nước nó lên trên cái thân, trên cây dừa. Đó là những cái phương pháp mà bà con có thể là mình sẽ diễn tả cho bà con ở một cái cây để quay cho bà con coi là chú Bảy ông làm như thế nào nha. Cái phương pháp này rất là hiệu quả. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi. Cái vườn dừa này là vườn dừa ở Bến Tre nha bà con nha. Chợ Lách Bến Tre. Đây bà con này. Đá buồn quá trời quá đất luôn. À, trái này bà con thấy không? Một buồng nó là 30 mấy trái, khoảng 30 mấy trái. Rồi chúng ta sẽ lên lõi đi qua các cái ngóc ngách để quay cho bà con coi. Đây. Vừa rồi mang cái đầu díp mà nó dính sình luôn bà con biết rồi. Đây bà con này, dừa sim xanh ha, nó rất là đạt được cái năng suất, nhưng mà con rất là dễ. Nói chung là dừa là cái nhu cầu của thị trường rất là dễ bán, đặc biệt là bán ở trong nước rất là dễ. Bà con có biết nó nghe cái dừa là nghe quay bà con coi cái buồng dừa ha. Bên này nè bà con, bên này đây là những cái trái này đang lớn còn non nè bà con nhìn thấy đây. Đó, thấy không, là chúng ta sẽ làm sạch sẽ cái cây dừa của mình cho nó sạch sẽ, nó quang, nó có là nó thoáng đãng thì nó thụ phấn rất là đều, bà con có nhìn thấy ha. Đó, cây dừa chúng ta phải làm nó trống trải như vậy. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục đi quan sát bà con. Đây bà con, đây là một cái phương pháp này để chống, có nghĩa là về vật lý đây, để chống mà rụng trái này. Đó, để chống rụng trái này, để quay rộng ra cho bà con coi nha. Đó, để chống rụng trái này là sẽ phét một hình tam giác đút vào đây, là mục đích của nó là không để cho cây dừa nó dẫn cái dinh dưỡng, dẫn nước lên quá nhiều thì nó dễ gây rụng trái. Và ở trên thì chúng ta khi mà răng ra bông thì chúng ta sẽ phun thằng siêu canxi bo. À, phun siêu canxi bo, sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua bên này để chúng ta quan sát tiếp tục. Đây bà con, nào qua đây. Thì cái khoảng cách á, ở đây là chú Bảy ông trồng hơi sát, nhưng mà mình đề xuất với bà con là chúng ta nên trồng là khoảng 6m nha bà con nha. Thì cái tán dừa nó rộng rãi, nó có để những cái tàu dừa nó không có đụng với nhau. Còn đây là do hồi xưa trồng sen rất là nhiều. Đây bà con nhìn thấy này, buồn này. Rất là kinh tế, nếu mà chúng ta đầu tư về dừa rất là kinh tế. Thứ nhất là nó dễ chăm sóc. Cái giai đoạn của nó là khi mà làm bông á, nó ra bông á, nó ra lưỡi mèo, nó bung cái lưỡi mèo ra thì chúng ta sẽ xịt siêu hỗ trợ siêu canxi bo để cho nó có canxi và bo để nó không có hạn chế cái việc mà nứt trái và rụng trái ra dừa. Còn ví dụ như trồng dừa bằng nhiều khi bà con nói dễ ổn mà đâu có cần phân bón gì thì nó không đúng, nó phải có những cái dinh dưỡng và nó có vi lượng. Đây qua bà con qua cái cây này. Chúng ta quan sát của cái cây này bà con. Đấy, trồng dừa nhiều khi á, chúng ta không cần chăm sóc nhiều mà chúng ta quyết định được mọi thứ là khi cái giai đoạn mà nó ra bông thì chúng ta sẽ phun hỗ trợ canxi bo để cho nó đậu cái trái, đậu cái bông, nó không có rụng. Đây này bà con nhìn thấy này,
không, trái này, nguyên cái dừa này là biết bao nhiêu buồn. Bà nhìn thấy không? Thấy mê không? Đó. Để anh camera nó quay cho bà con coi, em mình làm hướng dẫn viên cho bà con thôi. Đây bà con, thấy không? Chúng ta sẽ đi ra một cái dừa nữa. Đây. Bà con nhìn thấy này. Trời ơi. Mê chưa? Đấy, bà con nhìn thấy mê chưa bà con? Đấy, hôm nay là đấy, dừa có kinh tế hay không? Thì thực sự trồng dừa nó cũng là một cái vấn đề là rất là kinh tế. Thứ nhất là cái nhẹ công chăm sóc, chúng ta sợ nhất là chỉ sợ con kiến gương thôi, bỏ cánh cứng thôi. Đó, con kiến gương, con đun dừa thôi. Nhưng mà ngoài ra là chúng ta không có sợ gì hết đâu. Đặc biệt vào mùa bông á, thì chúng ta làm khi mà nó ra bông á, thì chúng ta phun hỗ trợ siêu canxi bo, siêu áo giáp. Này bà con nhìn thấy này. Ai để quay cho bà con coi ha. Một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với quý bà con, tất cả quý bà con, thì mình cũng hy vọng rằng á, là để cho tất cả quý bà con mà tham quan cái vườn dừa này. Rồi bây giờ thì mình sẽ mượn cái camera để quay. Rồi ra anh cameraman anh cũng quay một cái đoạn video của ảnh. Bà con nhìn thấy này. Đây ha. Sát. Mời bạn camera đứng vô quay cho bà con coi là nó ngang ngửa cỡ nào. Thấy không? Đó. Đó, đứng đi mình chụp cho anh tấm hình nè. Bà con tới quan tới mà ở tới đây là đấy, bà con nhìn thấy này. À, chụp cho anh tấm hình. Đây, cho nó về nó úp Facebook gì đó, nó úp Zalo đồ các kiểu. Rồi rồi, quá đẹp. Đó, đó con. Cái nữa, nó đòi chụp nữa cái nữa. Rồi ok, bà con này, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi quan sát nha. Thì ở trong cái vườn dừa rồi thì chú Bảy á là có thu hoạch xong rồi là chú Bảy làm dọn soi sạch sẽ hết. Này. Thấy không? Bà con nhìn thấy đã không? Mà ở đây chú Bảy bán, nói thật với bà con luôn là bán 7.500 một trái. 7.500 một trái chắc chắc nụi luôn á. Ở bên kia nữa này bà con. Đấy, bên kia nữa này, em zoom cho bà con coi nha. Nó tới. Đó, thấy không? Đã không bà con? Đấy, chúng ta đi quan sát là chúng ta cái dừa nó rất là dễ. Đây. Rất là dễ trồng. Cái dừa rất là dễ trồng. Bà con, thấy không? Đây. Có bưởi nữa nè bà con. Đây bà con này. Nãy này, quay cho bà con coi ha. Như vậy thì trồng dừa nó có dễ không bà con? Thực ra thì trồng dừa rất là dễ, không có gì khó hết. À, quan trọng là chúng ta chuẩn bị cái đất ha. Rồi cái mương nước, nếu bà con miền Tây thì bà con đây, một cái mô hình cơ bản để cho bà con coi này. Đây, bà con nhìn thấy này. Ở trên đó, thì chúng ta cũng có một cái hệ thống tưới nước nha bà con nha. Rễ dừa nó vẫn hút nước bình thường, nếu chúng ta cung cấp đầy đủ nước và dinh dưỡng cho nó thì nó vẫn phát triển đều đều. Đó, bà con nhìn thấy trái nào, trái sai này. Trái quá trời quá đất luôn. Đây bà con. Rồi, bye bye bà con nha. Lại đây để review. Hồi xưa thì bà con cũng biết cái vườn này em cũng quay khá nhiều lần rồi. À, cái vườn này là hồi xưa nó cũng có bưởi da xanh nữa. Tuy nhiên trong một thời gian mà bưởi da xanh nó bị bệnh rồi vàng lá thối rễ cũng như là nó không có được năng suất nhiều thì chú chuyển qua để giữ cái dừa và bỏ ít đi cây bưởi da xanh. Nên giờ còn trái bưởi nào ăn trái đấy nha bà con nha. Và dừa thì chúng ta rất là dễ chăm sóc. Điều đấy là điều đương nhiên, chúng ta chỉ sợ con kiến gương, sợ con đun dừa hả bà con. Ở miền Trung thì gọi kiến gương, cái từ kiến gương, nhưng mà thường thường đúng đó là kiến vương, không phải là kiến gương. Bà con bây giờ em sẽ review cho bà con coi cái khoảng cách dừa trồng giữa cây này giữa cây kia là thường thường em cho là tối đa nó là khoảng 6 mét, mà nó đẹp nhất là 7 mét. Còn vùng miền Đông, ở vùng miền Tây là ở dưới giữa nó có cái mương, đó là thường thường là lấy đất ở dưới này để đắp lên, chuyển đổi đất ruộng á. Thế nên là hay bà con trồng xỉa tiền này, ví dụ cây này nó không có đối diện cây kia nhưng mà hai cây bên này nó chéo qua nè bà con, thấy không? À, bây giờ chúng ta sẽ quay, nó hơi ngược nắng một chút xíu nhưng mà con thông cảm nha. À, em sẽ cố gắng quay cho nó ánh sáng nó đầy đủ, nó nét cho bà con coi. Để khi mà bà con, trước khi mà bà con đầu tư về trồng dừa thì bà con cũng có một cái có nhìn cái tổng quan, có là không biết là người ta trồng sao thì bây giờ mình trồng nó như thế nào, thì nó có rất là nhiều câu hỏi bà con sẽ đặt ra. Đặc biệt là khi mà cái bà con ở trong cái giai đoạn mà cái trái như vậy là bà con sợ nhất là điều gì? Thường thường là bà con sợ nhất là nó rụng trái và nứt trái. Thì cái vấn đề rụng trái và nứt trái á, là bà con nhớ nè, vào mùa mưa nó hay bị tụt canxi. Và đặc biệt là lúc nó hình thành bông mà hình thành những cái trái non, nhưng mà bà con không cung cấp cái canxi cho nó á, bà con, thì nó rất là dễ bị nứt và dễ bị rụng.
để cho bà con chúng ta quan sát cái vườn dừa này. Đây bà con nhìn thấy này, review cho bà con coi. Đây, đây bà con thấy này nha. Đó, chúng ta sẽ tham quan một vòng như thế nào để cho con bà con coi. Ở đây này bà con thấy không, trái dừa này, dừa trái sum xê đấy, trồng khá là chuyên nghiệp. Cái vườn dừa này trồng là khá là chuyên nghiệp. Hồi xưa là trồng sen với bưởi, giờ đây 18 tháng mà nó có đò trái, là 18 tháng nó còn lùng đúng thấp như này bà con. Còn cây này là 3 năm rồi, nó lên 3 năm mà nó lên tới đây vừa sim lùng. Mình thấy này, ở trong này là cũng có những cái cây 4 năm nó cao tới đây, nhưng mà chúng ta thò tay chúng ta hái được rồi, thò tay chúng ta hái được rồi đấy bà con. Cái này, cái này đúng rồi, cái này muốn hái là trèo lên lộn ngược cái đầu xuống để hái nè bà con. Đây mua review cho bà con xem. Còn những cái buồng này là cũng đang lớn này bà con, không trái này, quá trời luôn nè, đang lớn nè bà con. Đây chúng ta sẽ qua bên này nữa, cái ông này còn một ít bưởi da xanh. Đây trái quá trời quá đất rồi. Đây qua bên này nữa, đây bà con, trời ơi không thể diễn tả được ha. Nếu bà con mà cần về tư vấn á, về kỹ thuật trồng dừa hoặc là mua cây giống dừa á, bà con có thể gọi vào cái số điện thoại trên màn hình để các bạn chuyên viên, các bạn tư vấn hỗ trợ cho bà con ha. Rồi giai đoạn trồng đến giai đoạn kiến thiết, cũng như là hỗ trợ bà con cái giai đoạn mà làm bông làm trái. Làm bông làm trái thì bà con nói nhiều khi á, làm bông thì cần gì làm, đúng không? Vậy nhưng mà chúng ta để giữ được cái trái nó, cái buồng nó không bị rụng á, là một cái vấn đề mà chúng ta thực sự chúng ta phải cần tìm hiểu tại sao cái dừa nó bị rụng, và rụng là nguyên nhân như thế nào, chúng ta phải có cách khắc phục nó. Còn dừa hầu như là cái vườn này dừa thì nó cũng phải rụng thôi, nó có những cái vấn đề sinh lý, nó dư nước mưa nó rụng, tuy nhiên chúng ta tìm mọi cách để hạn chế nó. Thấy không, buồng dừa này mê tích thò lò không bà con. Đây, qua đây cho bà con coi này. Đấy, nói chung là cái vườn dừa này là chú Bảy là ông ăn nên làm ra, cũng như là có được cái kinh tế là nhờ cái vườn dừa này rất là nhiều, rất là hiệu quả về kinh tế. Review cho bà con coi. Còn ở đây là có cái dừa nó bị lai, mình không biết cái giống gì mà nó đỏ đỏ vàng vàng vàng. Đây, dừa nó lai. Trái này nó vàng, nhưng mà uống nước thì vẫn ok, vẫn ngon. Trong vườn này nó có một cây như vậy. Dừa đỏ. Dừa đó nó giống như là đỏ hay cũng không đỏ. Mà chúng ta là tiếp tục quan sát một cái cây này nữa nè. Đây bà con. Quay cho bà con coi cho đã, bà con muốn trồng thì bà con cứ hỗ trợ tư vấn, cần gì bà con cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình để các bạn và chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho bà con. Thì chúng ta quan sát, lấy cái sách của anh để quên nha. Rồi chúng ta sẽ đi qua các cái clip khác, chúng ta quan sát như thế nào. Các cái tán tạng nó đụng với nhau hết rồi bà con, đó là chúng ta nên trồng rộng ra một chút. À, còn thế này đó, có bán hoài, từng nào cũng có bán hết đó. Nó trái chiền buồn, nó là buồn chiền mà cứ chiền buồn này buồn kia, thấy không? Còn ở đây này, cái này là một cái chiêu của bà con nông dân ở miền Tây ấy, là để cho hạn chế bớt một cái phần rụng trái, nghĩa là nó dẫn nước lên nó rụng trái đó bà con, thấy không bà con? Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi quan sát. Đây. Đây bà con. Thấy không? Quá trời quá đất luôn. Đây nữa này. Nó không có cao đâu bà con, nó lùng đúng à. Đây, chúng ta tiếp tục đi. Đây bà con. Mình thấy em để camera em vừa cái tay là tới nè bà con, thấy không? Ừ.
Hồi xưa ở đây ông trồng cam, rồi ông trồng bưởi, ông trồng sen, từ lưu, ông dư hết. Cuối cùng là dừa nó đạt được cái năng suất hơn. Nói chung là kỹ thuật chăm sóc dừa nó cũng đơn giản hơn. Để coi cái cây này nó có lưỡi mèo chưa. Chưa có, cái này muốn ra lưỡi mèo cũng dễ lắm. Bà con bỏ một cục gió đá vô đây là nó ra lưỡi mèo à. Đây qua bên này thì chúng ta quan sát này. Ui cha. Này bà con. Đầu lớn này, đang lớn này. Đó. Cái vườn dừa vậy cũng được chứ bộ này. Kinh tế cũng có từ đây chứ. Có nhiều dưỡng già đừ ở chứ. Còn bưởi ở đây không trồng lung tung hết. Mà qua này cái này bà con. Ui chà. Đây chúng ta sẽ quan sát cây dừa này. Đang lớn nữa nè. Buồn nào buồn nấy trái kinh thiệt nha. Cứ buồn một buồn là 30-40 trái là bình thường. Kinh khủng. Đây nên bà con nhìn thấy này, cái chiêu của nông dân ở đây này. Nên là họ không có đục dấu tam giác vô thì họ phét cái da để cho ức chế nó không cho nó rụng trái. Cũng phơi phun thằng hỗ trợ canxi với thằng bo. Đây. Nè bà con. Hay đã mà nấu được không? Nói chung là cái vườn này á, là nó còn một cái khuyết điểm á, là tại giữ lại bưởi á, nhiều quá. Chứ dọn vườn nó không có sạch sẽ này, chứ còn nếu mình dọn sạch sẽ là làm cái khu du lịch sinh thái, mình làm sinh thái là cũng ngon lắm á, nói chung là nó cũng bắt mắt. Ở dưới này nuôi cá nữa. Ừ, nó cũng bắt mắt á, không giỡn đâu. Thì chúng ta sẽ đi qua ở đây nó có cái cầu. Trời ơi, bên này trái chứ. Rồi rơi trái. Trái nè bà con. Mê chưa. Qua đây nữa. Nhưng cái tàn dừa tạc này nó đụng cái tàn kia. Quay phim nó hơi khó, coi nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta cũng diễn đạt được. Trái nè bà con. Nha. Bán tại vườn 7.000, 7.500 trái lái tự tới cắt. Hoặc là người nào uống cứ dặn buồn. Đấy. Ta quan tiếp tục đi quan sát nữa. Cái này em để máy tôn chi ta? Tạo tàn, tạo tàn. Để máy tôn, ở trên này có trái, không biết để máy tôn chi không biết nữa. Tạo tàn. À. Cái này là phát lỗ để hạn chế cái việc dẫn nước lên đó. Ừ, đẹp quá. Điều trái ghê úp. Trồng đúng, đúng dày luôn, đúng kỹ thuật mà. Thiệt. Buồn nhìn đẹp quá hơn. Buồn trái. Ừ. Râu ha bà con. Anh chụp cho nó một tấm hình rồi con.